Anh em tôi đến nè. Hello anh em, chào mừng anh em đã quay lại với channel của mình. Mình Nghĩa lên thì hôm nay mát mùa thiền các bạn. Hôm nay mình thơ cano. Để giới thiệu biết coi. Hôm nay team mình có chiếc đi anh các bạn, chụp về mấy ồn quá thâu đố ra kia mình sẽ quay nha anh em. Bây giờ em lấy cảnh đâu. Ok các bạn, có cá này mày. Cái gì? Chuột có cá nữa. Ôi giời, cá nó nhiều. Làm gọi cái ngon này, cá nó dớt lên anh coi sót lại chiều này. Ôi giời, nó nhiều. Lấy cái muỗng mày lên. Biết về nó cái đây mà, cái đây mà sát cái nhà tao chứ tao dớt không còn. Người ta xài lướt nó kêu xài mùng với mấy thằng đây sao thiệt hả chứ. Đây mà sát bên nhà tao là sao ngục. Nghe tao một chiếc xù quá tao. Tao mày lấy cái các bạn thì hôm nay là team mình sẽ review cái món đó là mực sống nha các bạn. Tại vì team mình rất là thích ăn mực sống. Ăn mực không phải chứ là mình đây mực ra. Mình ăn phải mực kiểu mực loại kia nha các bạn, một mực con bự bự vậy này. Đúng không? Nó nhảy nó chết rồi, nó xịt ra thì cất rồi. Điểm chào cũng lần. Sao nó đi ăn gì đi? Mực nó bao đây nó máu. Nó do nó phun mực này mà nó không thấy. Cái này nó máu xịt mực nghe. À đúng rồi, chính rồi. Chính đâu? Mày chạy đâu? Chạy đâu cho thoát tôi chạy. Mày xịt khí rồi hả? Xuống này nó tấn hơn, ui dồi ôi. Mày đánh tưng luôn hả? Anh đây là những con mực mà máu vớt lên luôn nha các bạn. Trong này, đừng có đụng vô, đụng là nó nhảy á. Đấy, bây giờ mà anh đi mình làm một mù tạt em Thuyết. Làm ok, Thuyết sẽ làm một chén mù tạt các bạn, làm vụ đây này. Mù tạt thì anh em cũng biết là làm như thế nào, xì dầu với mù tạt thôi anh em. Còn cái chén nước chanh thì mình sẽ làm riêng ra nó một chén. Nếu anh em nào muốn tái thì tái, cũng muốn ăn sống nha các bạn. Trời ơi, đỡ lâu quá hình như nó. Đây, anh em dòm cái da của nó này nè, nó đang chuyển động này nè, thấy không? Đấy, đang chiếm màu quá, đi ti này đấy. Da nãy giờ tao giặt quá nó được. Đấy anh em thấy không? Nó đang chiếm màu này thấy không? Đấy. Con Phúc con sao đái này anh em. Còn đây là Phúc phần. Dính này. Máy xúc cua. Wow, nốt này các bạn, còn nốt này. Nốt này mày móc, nè nó. Nó móc cái nó cắn mình này các bạn, nó cắn mình tay mình này. Nãy chập nó cắn tao mày. Hiểu mày ngu. Đánh ra bạn, xong làm mày một lỗ luôn hả? Giờ hết rồi. Ôi giời. Lần đầu tiên mà bắt được con mực sống này ăn luôn á. Chờ ăn sống này nó mới sướng chứ. Cái xúc tua này. Rồi, lộn quá nó. Coi bạn nó dính à. Wow. Đấy. Này tao cho mày ăn như xúc tu. Cái này. Nó còn sống này rồi nó dính này. Này đốt mày. Bám mà nãy nó bám tao đấy đẻ mày rồi tao đưa tay vô nó bỏ tao luôn. Mời thêm nha, em được cái chút cua nữa. Còn hít này biểu giờ hiền nhà nãy tao nói nó nè. Hồi nãy là mà con làm cánh tao. Là cánh tao đúng không? Đồ nó dính luôn các bạn. Anh Nguyên con à, nè không? Chứ là hai tao tụi bây nha, tao nhỏ nha, mình sẽ xin phép con nhỏ anh các bạn. Còn hai tao đỡ cho hai anh em nó quất. Nhai luôn ai Phúc, sao nó cứ như mày. Không mà nhai một đổ nó ngọt lực à. Không, ý là đây này cái chút cua này. Nhai luôn. Nhai luôn. Sao đổ nó dính lời dữ vậy? Cổ dây nó cháy mực kìa. Chỗ kia cái xịt mực. Mày cánh chỗ nào mà xịt vậy? Mày cánh cái đâu mà sao nó xịt? Trời, xúc tu bám miệng mình rồi các bạn. Trời, nói chung là đây cũng lần đầu tiên luôn, không biết cái xúc tu này mình cánh vô nó có dính miệng, coi cái tay mình nó bám này. Nó bám dày mày sao Phúc ăn được mày? Được mà bình thường mà. Để mình thử nha, mình tin Phúc thử nha. Wow. Mời mọi người nha. Quá. Nó bám mình làm vậy chứ. Này nó vô rừng chó mày Phúc Thuyết. Trời trời nó dính nè. Nó chút cua dính dữ á. Sao nó dúng lên con vậy các bạn? Đây mời anh em nha. Để mình gỡ cái đầu con này ra nha các bạn. Trời. Ui dù dạ, ui dù. Sao mày ăn nhúng động mà không dễ vậy mà lên. Sao mày nhúng mấy thú hoang vậy? Trời ơi, nó ăn gì mà nhúng mấy thú hoang luôn á. Da nó rất là dai luôn các bạn. Đây đó, đồ ăn nó dính này mà bạn. Trời, nhiều này lắm. Còn muốn chén này. Ăn ngừng chén này. Chấm tao tiệt kìa. Ừ. À, chấm cà quốc cái đuôi này. Cho chỗ bộ mang móng nè. Cho mời mọi người nha. Đừng ăn gì mà dúng mấy người cầm thú các bạn. Cứng dai đúng không? Ừ. Con đây to quá, con đây tôi nghĩ chắc là ăn được. Chứ bình thường mấy con nhỏ thì ăn con đây to quá đúng không? Lên nó cho mình các bạn, nó lỡ đây rồi. Em quay rồi chiếm mèo nè em. Quay chiếm mèo nó hết trong rồi. Giờ nó chiếm bằng cái màu gì đen 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 này. Cái này mình vuốt đi tới đâu là nó chiếm vào đó hay không? Cái này mình vuốt đi tới đâu là nó chiếm vào tới đó này. Ờ thấy không? Đồ quá. Hay chưa? Đây nha các bạn. Ờ anh em nha. Con này hình như con này nó cắn mình các bạn. Ôi con trai. Như vậy. Đứng em trứng. Bỏ cho bạn này. Này đúng không? À đứng không? Đứng u anh đã đứng ngon. Ôi để vô em. Bỏi. Biếu biếu. Biếu ơi. Dài quá các bạn ơi. Mời mấy anh em nha. Chấm nhiều nó kêu quá. Dễ sao? Dài quá. Sao em? Hả? Nó dai nha anh em. Anh cái hương vị này cứu nó rất là lạ luôn. Lần đầu tiên mình được anh mà cứu nguyên con mà sống như thế này luôn á. Đây là lần đầu tiên anh quay các bạn, mình chớm nhấp lên đây luôn. Nó dính này, gưa, bám gưa lên nhưng mà còn sống này mà nó đu vô miệng mình sao mày? Đưa mình thử được cái đầu này, cái con này hình như nãy nó cắn mình nè các bạn. Giờ mình sẽ tay nó. Thì tao thấy thiếu chanh như nào hả? À đây 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 đây. Đâu mày đúng. Bây giờ thiếu chanh, không có vị chua gì luôn á. Đây đây đây. Đấy, đồ nó co lại các bạn. Trên lớp Facebook cởi chỉ như cái gì cũng vậy chứ con heo mà nhiều. Ôi, coi coi, nó nổ mèo lên mày. Hả? Đây này, nó lên mèo bông này các bạn. Thấy không? Coi đen thui luôn này. Coi heo đi. Đồ mày chấm đi. Xanh đó. Có tháng rồi ạ. Đừng nó chế lên màu này. Quốc đi. Vãi. Anh mắc luôn rồi Phúc. Tiếp cả mọi người ơi. Con này nãy nó bợ mình, giờ mình bợ nó lại. Khói lên. Tao ngâm chỗ đá cho nó giòn. À đúng rồi. Cái nào? Nè. Hả? Nó lạnh giữa ăn. Nó ăn không nào? Ăn đâu rồi mà? Thử. Ăn cái đâu rồi phải biết. Cái đâu vậy? Ăn dính vô trong miệng đã lắm. Ăn dính vô miệng đã lắm. À, ủa mấy. Bám nhục trên lạo mình đó. Đây mấy cái rau đây là bình thường với mình. Mình sẽ chống muối, mình không thể ăn bột tạt được nhiều. Mời mọi người nha. Đẻ vừa rồi ngon chưa? Giòn lắm. Mình cuốn lại nha các bạn, trước khi ăn mình cuốn lại vậy này. Chấm miếng canh nè các bạn ơi. Ui sát em. Mình chấm miếng canh này. Wow. Wow, trời. Dai. Giòn. Trực các bạn. Nói chung là không tanh, giờ bếp lên còn sống các bạn, không tanh. Đúng rồi. Trời. Nào hút vô cái chiếc lên đỉnh luôn các bạn. Lột cái da ra này các bạn. Tái rồi, chứ mẹ tao. Tái rồi các bạn. Dao vậy dai. Cái này cũng á, cánh ngú luôn. Rau cay quá mà. Nè, rau quá. kỳ nó lên nó sao ăn nhẹ nó mới sướng các bạn. Bây giờ mình tái chanh chút nha anh em. Đây, đây miếng thịt đây, đây miếng thịt này. Kéo thiết mới kéo thiết. Ôi dồi dạ, chóng mặt con mày luôn á. Nhìn ra bì nó đang bập bền bền nữa nha. Chóng ván hay sao đúng không? Đi mứa rồi các bạn. À, mình mới tất cả các anh em nha, mình đớp nha. Đúng rồi, mấy miếng mỏng đó cho tao mấy miếng mỏng rồi. Miếng gì vậy? Toàn ớt rồi, toàn nóng rồi. Mày mỏng là mấy miếng đĩa. À mấy miếng đĩa. Ui dồi. Sướng. À, mấy miếng này ở đây là miếng dưa cái tâm của mình các bạn. Bình thường là người ta ăn con mực nhỏ, đây là mình ăn con mực cấp 3 luôn các bạn. To quá thành nó quá dai luôn. À, ăn con mực nhỏ nhỏ mà sao mình ăn mực bự dữ này. Giờ không có mực nhỏ giờ biết sao. Nhỏ một con đây người ta nó xét ra là một dĩa sashimi rồi á. Mấy người đây nó cho luôn con luôn. Ăn đây nào. Cái nào chứ? Cái nào mà ăn mà hết. Mà mọi người thấy chưa? Múc nước nó ái mà nó múc vô rửa liền thấy cái này. Dai không? Nó dai để quế đây. Nhưng mà nó lại ngọt. Nói chung vào nãy giờ anh em mình ướp đá lại hết rồi các bạn cho nó được giòn ăn cho nó hấp dẫn anh em. Đấy. Vô. Dạ. Mời các bạn nha. Ngon phúc. Giờ đang cảm nhận các bạn này, phải ăn thầy miếng bự bự ấy. Đưa đây được anh. Được. Mình tất cả mọi người nhá. Tao nhìn con này. Mà cậu... mày ăn cái đeo nữa mày sẽ ăn con mắt ăn. Cái mắt này. Thôi. Tao nhìn con này ăn gì mà rem mửa nhìn con này. Ăn xíu rem mửa gì mà. Dập. Mày lội ghế cái lộ thiệt vậy. Ngon. Khắp luôn. Nấu nhé nó khắp luôn. Nấu nhé nó khắp. Dài quá. Ừ. Dài. Dài. Dài như dường mấy chai. Cái đều của bạn đâu. Đều của nó đây, cái đều của nó này nó nhai, nó nhai này. Nó vô chứ cái đều của nó đi điên xài cái đều nó ngon không cái đều á. Đoan. Tính nó món ăn nữa rồi. Ừ, để vậy giờ. Giờ mình ăn một tạc dở các bạn mà mọi người ạ. Dai giòn cực cực. Ờ bà đế giòn dai không? Giòn. Giòn. Sực sực nữa. Vừa cháu nó mắm mặn mẹ. Ờ dạ nó hay quá. Có không? Đồ sống thì cháu nó mắm. Chu. Dạ. Đồ mắm không. Riêng này. Chết. Rau củ riêng này. Bạn cũng làm mấy củ riêng rồi. Không phải làm miếng nữa mình lấy mấy nhiêu này mình xào bơ tối mình ít chứ. Đây ở miếng này. Mà anh em nha. Lạnh quá các bạn. Lạnh đấy. Kì quá. Cái này kích được tấp kích mồi rồi. Cái bằng á. Bánh tao phải kia bóng phải. Nói chung là nó không tanh các bạn. Ok các bạn, đây mình làm phát nữa mình mời nó anh em nha. Làm mắt em làm mắt anh. Đây anh em, đấy anh em thấy miếng nào, chô đẳng. Chô miếng nào đưa tao đớp một cái thôi chứ. Ôi xì luôn này, đấy chấm dưới luôn. Nhiều miếng với hai. Nhiều con gì? Nó cuối cùng đây các bạn. Chô cái đĩa. Trời ơi, một miếng đó luôn, nát luôn. Trời, rìa con gì biết không? À, đem đây vô chiên bơ tối. Anh em vô chiên bơ tối đón chứ cô mày này. Cái giòn rất là đã nè anh em. Vô chiên đây. Cái đèo làm hai luôn không? Vô sao tao đeo với mày. Sau khi ướp đá anh em, anh nó rất là giòn luôn, thật sự anh em, hứa luôn á. Nó dai như xi gôm mà giòn. Giòn đúng không? Nước của hành nữa các bạn cho nó lên. Lần nào lên bạn rồi. Lên đỉnh. Nó sẽ xào hành với tiền nó luôn không? Đúng không? Thơm lên con Mới giày ra trâu là về thì mẹ luôn. Trâu ra kia thì mẹ hàng về luôn. Đi. Không đi. Đi kìa, chờ nó chụp cái dây cho nó đi luôn. Còn hai dây cho nó đi luôn mày.